Ayo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại về kênh của mình nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi vị tướng Leona để có thể đã chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm của mình khi chơi vị tướng này, và đồng thời giúp cho mọi người có một cái nhìn rõ hơn về vị tướng này nhé. Nào, bây giờ cùng nhau bắt đầu cuộc chơi với mình thôi. Trong trận đấu của ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một trang bị rất là đặc biệt luôn, đó chính là mình sẽ sử dụng trượng băng. Trượng băng là một trang bị giúp cho bạn có khả năng làm chậm tướng địch, đồng thời có một chút máu tối đa, có thể trâu hơn một chút. Và như vậy thì mình có thể là chơi Leona có thể hổ báo hơn ấy, đồng thời là có thể là không lo đến cái việc là các bạn có thể là bị sốc đen bất ngờ, vì là trâu rồi mà, lo gì đâu. Và trang bị như thế nào thì mình sẽ để dưới góc màn hình nhé, cùng với cả phù hiệu luôn. Còn phần bảng ngọc mình sẽ để trong phần mô tả để cho mọi người có thể theo dõi và tham khảo theo. Việc mình sử dụng trượng băng trong trận đấu này là mình muốn thử xem nếu mình sử dụng trang bị này trong việc là nhà lính đạn ra thì là có lính đạn có thể là khả năng trúng cao hơn không, vì là có lính đạn bay khá là chậm luôn, nếu mà mình sử dụng trượng băng biết đâu có thể làm chậm tướng địch, như vậy là giúp cho quả cầu lính đạn có thời gian là có thể bay đến tướng địch tốt hơn. Mục đích thứ hai của mình là thường thì nhiều bạn khi mới bắt đầu chơi vị tướng Leona ấy sẽ là những bạn đó sẽ chuyển từ vị tướng pháp sư truyền thống sang, ví dụ như là vị tướng Natalia này hoặc vị tướng điêu thuyền cho các vị tướng đó. Và như vậy là các vị tướng đó sẽ là các vị tướng không có khả năng cơ động cao ấy. Nhưng Leona cơ động cực kỳ cao luôn, vậy nên nhiều bạn là không dám hóa cáo nhiều cho lắm. Các bạn thường sẽ là chủ yếu là sử dụng ném chiêu 1 chiêu 2 là dạng người là chính thôi. Và như vậy là khi mình sử dụng băng có thể là làm gần hơn các vị tướng pháp sư truyền thống đó, là các bạn sẽ chủ yếu dựa trên hai chiêu này là chính. Vì là khi họ ném chiêu này ra có thể là giúp cho tướng địch team mình như có vị tướng Nakroth này, chẳng hạn mình có Nakroth các thứ ấy, sẽ là có thể là có cơ hội có thể lao lên để giết bọn kia. Các bạn chỉ cần việc cấu rửa từ xa thôi. Còn hóa cáo là khi mà các bạn bắt đầu có khả năng có lao vào để cái mạng các thứ ấy. Còn các bạn cứ chơi cấu rửa từ xa an toàn với chiêu 2 chiêu 1 thế là ok rồi. Như vậy với bộ trang bị này thì các bạn hoàn toàn có thể làm quen với vị tướng này nhanh hơn, vì là ban đầu mình sử dụng trang bị này có thể làm nó khá là gần so với các thức truyền thống, các bạn có thể là thấy quen tay hơn, và dần dần khi bạn hỏa cáo nhiều hơn rồi thì các bạn chuyển sang bộ trang bị khác nhé. Vì khi chơi Leona mà các bạn không hỏa cáo sẽ rất là phí đấy, mọi người nên cân bằng giữa cả hai dạng để có thể là phát huy tối đa được sức mạnh của vị tướng này nhé. Và có ba vừa rồi thì team mình đã thua sấp mặt ra, team mình có Vera để support này nên thành ra sẽ cơ hơi yếu một chút đầu game vì là mình không có đỡ đòn. Sao chủ phải tự lo rất là nhiều đây. À đây bọn nó hết máu đây, có cả support, có cả Vera hỗ trợ luôn. À đây hết máu kìa, chiêu 2, trượt mới đau chứ, lướt chiêu 2. Cuối cùng mình vẫn bị chết, may là vẫn ăn được xạ thủ tim nó. Nãy mình đến chiêu 2 bị trượt một chút, chứ nếu không quả đấy mình sẽ để dành chiêu cuối so với tướng Arthur, chứ sẽ không bị chết thảm như thế này. Chẳng này Arthur ăn cả hai mạng luôn. Vera support thành ra có hơi tù một chút. Đầu game chắc chắn sẽ yếu hơn rất là nhiều rồi, tim nó của Arthur khỏe thế cơ mà. Không sao, cố gắng tiếp tục đi farm thôi. Leona là vị tướng phụ thuộc rất là nhiều trang bị, vì nên các bạn cố gắng về farm và ăn thật là nhiều cho mình nhé. Không nên bỏ lính này, đồng thời là các bạn khi mà bạn mất lính ấy, hãy cố gắng quay trở lại cái đường mà cái đường ăn lính của bạn để có thể là farm bù, chứ nếu không là các bạn rất là khó chơi đấy. Chỉ chừng là các bạn đen với các bạn support ăn lính của bạn thôi. Nhưng thực ra support không phải lo quá đâu, vì nó có cả phụ trợ mà, chỉ chừng là nó phá bạn ấy. Nói chung là các bạn chỉ cần cố gắng farm thật là nhiều cho mình thôi. Tiến trình này hỗ trợ nào. Bình tĩnh. Đây có Arthur hết máu, lướt chiêu 2, cáo chiêu 1. Rồi, nhờ chiêu cuối, ném chiêu này. Ôi, quả này mình toang rồi, dính ngay dựng. Lại còn thêm cả vị tướng Rat nữa chứ. Ôi, có khi chạy được ấy. Nhưng mà, thôi, cái con rừng nó có chiêu cuối kìa. Tốc chạy rất là nhanh. Mà hiện tại là mình chưa có quả cầu, chưa có trượng băng nữa, nên là cũng không thể làm chậm được nó. Quả này thôi, à đâu, gấu vẫn chạy được này. Cố lên chạy được không. Đây trang bị của mình như thế này, gấu không chạy được rồi. Hãy tiếp tục đi farm thôi. Mình ăn được 2 mạng thì mình cũng phải trả ngược lại nó 2 mạng. Cày gây. Có lính luôn này. Chiêu 2, chiêu 1. Rồi, gấu cao thêm một phát chiêu 1 nữa. Rồi, té. Đây, giờ này bọn nó có vẻ ăn đang ngân trồng. Tìm nó đốt hết rồi nhỉ? À đây có xạ thủ tìm nó này. Lướt chiêu 2, nhà lính đạn, nhảy chiêu cuối. Chiêu 2, chiêu 1, chết ngay với mình. Chưa cần hiểu lính đạn luôn kìa. Vào lính tiếp thôi. Leona là một pháp sư thuộc dạng về sát thủ ấy, nên mọi người cố gắng bắt xạ thủ là chính cho mình nhé. Bắt xạ thủ là tìm cơ hội để có thể là giết được chủ lực tìm nó. Còn Rat thì về rồi kìa. Đi farm lính tiếp thôi nào. À đây, mạng Rat của này chết chắc với mình rồi. Tự nhiên lao vào farm lính, mình đoán được ngay mà.
nên là mình đã để dành chiêu để có thể là làm choáng được nó, để có thể có cơ hội lao chiêu cuối vào giết nó luôn. Tiếp tục là có an thư tiếp này, lại hiến mạng cho mình rồi nhà lãnh đạo an. Ui chết rồi. Dưới này có vị tướng Kera, nhưng mà Kera giết rồi. Thôi lại đây trên này bắt xạ thủ đấy, con xạ thủ vẫn ở đây, lướt chiêu 2 cào chiêu 1 nhưng mà không tới rồi. Quả đấy mà có linh đạn thì ngon nhỉ. Bình tĩnh nhá. Super vào đúng rồi, làm choáng nó, ngon ngay, thêm một mạng nữa cho mình. Trận này cũng khá là ok phết rồi đó, đầu game này rất là ổn rồi. Trang bị tiếp theo đó chính là trượng băng, cái mà mình đang sử dụng mong chờ của ngày hôm nay, là chính là tiêu điểm chính của ngày hôm nay luôn. Lên trượng băng thì trong trận đấu này thì mình có thể là biết được Kera, cậu có thể làm chậm được Kera khi nó sử dụng chiêu cuối này, đồng thời là vị tướng ngộ không ấy. Bình thường nếu mà nó tan hình, nhưng mà nó tan hình khi mà dính về chiêu của mình ấy thì nó vẫn sẽ bị lộ thôi, vì là lúc thì nó, các bạn có thể nhìn thấy được cái vết chân của nó, các bạn có thể là dựa vào đó có thể ném chiêu dồn theo nó giết được nó luôn, cũng có ích phết đấy chứ. Nhưng mà cái chiêu trượng băng nó chỉ có 2 giây thôi, nên mọi người phải nhìn thật là nhanh cho mình nhá, chứ nếu không nó hết tác dụng là các bạn cũng không nhìn thấy được cũng không đâu. Đến cả mình cũng chưa quen đến việc sử dụng cái này lắm, đó chính là kinh nghiệm của mình thôi, chứ điểm mà nói thì mình cũng chưa thạo cái việc này lắm đâu. Một lần nữa con xạ thủ đã chết, xạ thủ tin này khá là đen khi mà bị cả mình lẫn Vera bắt từ đầu game đến giờ. Cao trụ nào, mình có 6 mạng rồi, cố lên, hiện tại đang có lợi thế rất là nhiều, không được để nó mất lợi thế này. Team bên kia là bọn nó có 2 pháp sư liền, mọi người để ý một chút cho mình nhá. Nếu mà team gặp team bên kia có bị tướng Zeal mà có 2 pháp sư các thứ ấy, Zeal Kera hoặc là bị tướng Pen ấy, thì mọi người nên để ý một chút, có thể lên cái kháng phép cho mình nhá, thay thế cho quyền trượng Rhea để cho an toàn hơn rất là nhiều. Hoặc trận đấu này mọi người có thể có 2 lựa chọn cho mình, vì là trận này có ngộ không, thành ra mọi người nên có thể sử dụng thêm quả cầu băng xương thay cho quyền trượng Rhea cái hút máu nữa. Chứ là sao cũng được, nhưng mà riêng mình thì mình lại thích cái quyền trượng hơn, vì là các bạn có khả năng hồi máu không cần phải về nhà rất là nhiều. Với lại hơn nữa là các bạn nếu có sử dụng quả cầu băng xương, các bạn vẫn chết bình thường thôi, nó vẫn vào xúc lên các bạn bình thường. Nói chung là thì mình vẫn thích cái lâu dài một chút so với là cái tạm thời ấy. Trận này Ari lại tiếp tục chết kìa. Bay ghê. Mình đã có trượng băng rồi, bây giờ là sẽ tiếp tục cố gắng cấu rỉa từ xa thôi. Kera. À không, nó đi vào trong rồi. Không biết ăn được bùa không? Có vẻ nó không nhường bùa cho mình rồi. Đi xuống này phao lính tiếp. Trời ơi, ăn bùa rồi đã không nhường bùa để tự ăn lính cái đã. Giờ lên cào cái trụ kia luôn. Ok, Kera này. Đưa chiêu 2, nhảy chiêu cuối. Chiêu 2, chiêu 1. Có làm chậm nhưng mà có vẻ nó sử dụng chiêu cuối, nó vẫn chạy rất là nhanh, mình cũng không bắt được. Cấu rỉa này. Ăn được mạng không? Không ăn được mạng kìa. Đi về thôi, chị yêu máu rồi. Bây giờ lên là cái con áo thử nó bổ cho một phát là toàn ngay. Cứ phải an toàn là trên hết cái đã. Sau đó mình sẽ lên trên kia đi, tiếp tục đi đẩy lính lên cao, làm lính luôn. Cố gắng phun đồ càng sớm càng tốt cho mọi người nhé. Trận này có Kera bắt, thì ra mọi người cũng nên cẩn thận một chút, nên đi đằng sau như mình vừa nãy ấy, bị nó bắt cho suýt để chết. Nhưng bây giờ mình cũng khá là xanh rồi, không sợ lắm. Nó cũng chưa chắc đã sốc đem một phát chết luôn được mình đâu. Nên cố gắng đi farm thôi, nhiều tiền hơn thì mình sẽ ăn được nó thôi ấy mà. Có gì đâu. Cấu rỉa tiếp này, lao vào cá. Ui, xạ thủ tìm nó. Nhảy lính đạn. Ô, nó tự lao vào chỗ chết à? Ủa, không ăn được mạng kìa. Có đấy mình nghĩ là mạng này sẽ thuộc vào mình cơ, nhưng không ngờ bị kêu ra cái ăn mất. Không sao, coi như là xong kiếm hợp bích vậy. Đã có cái trang bị này, đó chính là trang bị xuyên giáp. Nhưng mình sợ là trận này có Kera, có Vera ấy, thành ra mình có thể là bị bọn nó cũng có thể lên kháng phép ấy. Ví dụ như là vị tướng Arthur các thứ ấy, rất là trâu luôn, thì mọi người có thể là để xem nếu cuối game ấy mà bọn nó lên cái huân chương choi các thứ, thì mọi người có thể đổi sang, thay vì là lên cái xuyên tâm lệnh đó thì mọi người có thể chuyển thành trượng hỗn ma nhá, để có thể là hồi máu khỏe hơn, hoặc là lên cả 2 cái cũng được thay cho quyền trượng Rhea luôn. Nhưng mà mình nghĩ chỉ cần một trong 2 cái thôi là cũng ok rồi. Ra farm lính cái đã. Không có xạ thủ thì nó chơi khá là cẩn thận, vì là bị chết rất là nhiều, rất là yếu. Nên là ra một phát là toang ngay với mình. Đang trên đường này đi farm lính bù lại thôi. Đã xạ thủ Vera farm lính của mình rồi.
mình vẫn chưa phong được xăm bực lính top, nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần đâu. Coi như là sao nó vậy. Chứ bình thường mọi khi nếu mà các bạn đã thỏ dế, các bạn đã yếu rồi mà có nhường lính lại cho con gấu nữa thì thôi các bạn, tốt là đừng chơi cho lành. Vì là Liliana rất là cần tiền luôn, rất phải cần tiền, rất là cần có đồ thì mới chơi được. Chứ không có đồ thì thôi chả chơi được đâu. Không tới tầm kìa. Trận này là mình lên quả cầu băng xương thành ra máu cũng khá là trâu đấy. Mình để ý nãy giờ là bọn nó cấu diện cũng không thấm cho lắm đâu, máu cũng nhiều hơn nữa. Ủa, là lộ hết cái thằng nhìn rồi, đi ra thôi. Ui, có đứa nào trong này ấy. Đó, có xuất hiện. Cái xuất hiện khi mà các bạn em chiêu ra ấy, nếu mà bình thường nó chỉ có một cái vòng một cái chiêu đó thôi, nhưng mà nếu các bạn sử dụng thêm cái trượng bùng nổ ấy thì nó sẽ bùng nổ ra thêm một cái nhỏ nhỏ ra nữa ấy, là các bạn có thể biết được xem là trong đó có tướng đích hay không. Tức một khả năng check map của mình. Chiêu cuối, chiêu 1, chạy đi đâu. Nhanh đến đâu thì nhanh, chứ mình tay mình rất là dài, không phải lo trong việc chạy nhanh đâu. Tí lúc. Nói chung là để nó mà chạy của Lena cũng khá là khó đấy. Vì chiêu của Lena cũng cơ động, dạng như cầu cũng cần như cầu Nakaroth rồi. Ủa, ngộ không. Một phát toang lên với mình chiêu 2, chiêu 1. Hên nhảy vào chiêu cuối nữa. Đó chính là khả năng sốc đen của Lena khi ở dạng người nhá. Cao trụ luôn này. Trang bị này thì cao trụ các bạn không sướng bằng đâu. Khả năng mình không đề cao dạng cáo cho lắm. Tuy nhiên là dạng người này rất là mạnh. Khả năng cấu diện làm chậm các thứ giúp cho team. Dạng cáo thì mình thấy là khả năng cáo trụ cũng được, nhưng mà không nhiều cho lắm. Cứ phải ăn cái trụ cái đã. Chiêu 2. Ok rồi. Nổ không. Tốc biến luôn kìa, sợ thế. Việc gì tốc biến đâu bạn, không chết được đâu. Một quả cầu linh đạn đấy chưa chết được cái con rat nhiều máu đấy đâu. Chưa chắc đã chết được ấy. Ui, ngộ không này. Đâu rồi, bé ngộ không đâu rồi. Thôi tự nhiên không dồn theo. Các bạn chỉ nên núp bụi thì được, chứ các bạn đừng nên dồn theo vị tướng ngộ không nhá. Chứ nó bị nó tăng hình cho bạn không biết được đường nào một lần đâu. Ui, có này. Nhưng mà trận này mình vẫn dồn vì là mình đang rất là xanh nên không phải lo vì bị nó giết. Mình đang rất là xanh, rất là nhiều đồ nữa. Nhưng mà tí nữa về cuối game mới phải cẩn thận, vì là về cuối game lúc này nó có đồ chí mạng rồi ấy. Đập cho một phát để thôi các bạn, toàn ngay tại chỗ. Chứ bây giờ đập chưa thấm đâu, bây giờ mình rất là xanh. Ăn rồng nào, có rồng rồi. Đi chung với team, trận này là có xạ thủ, phải khá là tự lo rất là nhiều. Ban đầu là Vera, bạn ấy không có pick Vera đâu, bạn ấy pick Grock các thứ cơ. Nhưng mà xong về Ian còn có một giây cuối nữa, bạn ấy chuyển sang thành Vera luôn. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng bạn ấy cũng bảo cần Vera support thì thôi cũng được. Có support thì là không có. Mình chỉ sợ vào tranh mid ấy. Nhưng mà không có tranh. Ui, ngộ không kìa. Đó, về cuối game rồi. Một phát độc, mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì nó xảy ra rồi đấy. Sốc nha. Có đấy, mình vừa ném chiêu xong hết sạch chiêu thì tự nhiên nó từ đôi ra nó chui vào úp rồi quả chí mạng thốn phết. Cố lên team ơi, đẩy được cái trụ kia đi. Thôi đi về. Quả này sao thủ cũng chưa chắc chạy được. À không chạy được rồi. Có đấy, ngộ không còn nhiều máu, có khi nó dồn theo xạ thủ luôn đấy. Mình đã full đồ rồi nè, đây thì chính là trang bị của mình. Vừa nãy mình đã để cho mọi người xem rồi. Nhưng mà tiền của mình vẫn ít hơn so với Nakaroth. Farm tiếp nào. Thực ra không phải farm đâu mà mình ăn cho vui thôi. Vì là tí nữa để đề phòng như cỏ của mình muốn bán đồ đi, mình vẫn có tiền để mình có thể mua kịp đồ mới. Nói chung là có thể dư giả ra một chút, chứ đừng có mà thấy full đồ rồi mọi người bỏ qua farm nhá. Nên đẩy lính lên cao, rồi đó là ăn hết sạch quái. Sau team nó đã thiếu rồi, nó không có gì farm. Ui, quả này chết chắc với mình rồi. Chạy đi đâu. Ui, ngủ không. Chiều một hề rồi, chạy. Quả đấy mình. Ui, à đây từ ngủ không yêu máu. Nhưng vẻ nó không ra đây, nó đi về rồi. Vera này bắt ngủ không luôn kìa. Cầu lên Vera ơi. Nó chạy được rồi. Ôi giờ này. Thôi bye bye. Quả này mình không cứu được. Xin lỗi Vera rất là nhiều, mình không cứu được. Bạn đi vào hơi sâu. Đây là lỗi của bạn, không phải lỗi của mình.
Nhưng mà thấy thường là mọi người sẽ bắt đầu là quay sang chửi ngu các thứ. Mình nghĩ rằng có tới được đâu mà lên, sao lên xong cả hai con cùng chết đi đây làm gì. Nên là mình những đôi khi là mình có bọn nó cũng chửi mình thì mình cũng bỏ qua thôi, vì là kiểu bọn nó không, bọn nó chửi xong thì mình chửi lại làm gì, xong lúc nó phá thì chết. Ok rồi. Đi về chung với team nào. Ăn kinh công á. Nhưng mà team nó vẫn ở kia, team mình đang thiếu người. Ăn tặng cái con rồng này vậy. Cố lên, một trong ba đứa này sẽ ăn được cái hồi sinh, cái hồi máu ấy. À đây, mình là người nhận được. Máy thế, nó nhảy ngay dưới chân mình. Ôi, xạ thủ. Trời ơi bạn ơi, làm gì vậy? Xạ thủ đâu không đi cùng mà cứ đi lẻ một mình này, bảo sao cũng chết. Đã yếu rồi, có thích ra gió. Từ từ nhá, để trụ. Còn một cái trụ duy nhất thôi. Thôi chết thì chết, thì mình cũng phải lên được cái trụ này. Là có khả năng team thắng, mình có 90% là thắng luôn rồi ấy. Thứ nhất thì nó đã yếu rồi, thứ hai đây mình ăn được sạch trụ, có lính ở đường giữa, rất là ngon. Thắng là cái chắc rồi, nhưng mà cứ phải cẩn thận đi đã, vì là đôi khi bọn nó biết đội lật kèo. Vì là bây giờ là bọn nó lên cái khám phép rồi ấy, thành ra mình cũng khá là khó chơi nữa. Thực sự để mà nói thì mình thấy rằng huân chương choi rằng kiểu là cái kháng phép cực kỳ là kháng phép luôn rồi ấy. Mình ném chiêu gần như là sẽ không có tác dụng mấy đâu, đặc biệt là mấy con châu châu của đá thơ ấy, ném chiêu như có mỗi đốt inox luôn ấy. Nên mọi người cứ phải tận dụng tối đa các bụi để bắt được chủ lực team đó nhá, đó chính là cái con rat và con xạ thủ ấy, đừng phải là dừng team nó luôn. Kera lại giết với mình, lại chết với mình. Ăn kinh công nào, team đâu hết rồi, chết cái bụi. Ui, ngộ không. Chiêu 2, nhà lính đạn, lục tương biến. Ui, chiêu cuối, ngộ không đâu rồi. À đây, may có quả tim trên này. Tự nhiên đâu ra 3 đời liền. Có đấy mình cũng hơi hoảng một chút, nhưng mà không sao, mình vẫn ăn được. Cả 3 con cũng chết luôn này. À không, có 2 con thôi. Lên luôn mọi người ơi, lên luôn nào. Lên để thẳng cái trụ này là có thể thắng được rồi. Thắng được không, thôi thắng chắc rồi. Ngộ không. Chiêu cuối, ngộ không vẫn chết thôi. Ok, thế là win rồi. Trận đấu của mình sử dụng trận băng. Nếu mọi người thì nghĩ sao về bộ trang bị này? Nếu có thể thấy hay thì xin một like nhé. Nếu mọi người có thể thử xem trong trận đấu xem như thế nào. Mình thì mình thấy cũng khá là ok về mọi mặt. Mỗi tội là không khả năng dụng đem gần như là cũng khá là ít này, với cả khả năng cào trụ. Và mình không đề cao giảm cao lắm. Mọi người nghĩ sao thì có thể là comment bên dưới cho mình nhé. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.